Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thời gian dài
đẹp như ngọc thạch, đẹp như là sao mai, đẹp như cô nương giang đài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vẫn còn chiều cười mà hát cô xa thôi cho tiền tai cử đỉnh có chín hồ trong bờ tòa có đấy làm nhà cây sông nghe có đấy làm nhà xanh xi mắc vọng trông xa cửa đền cảnh là vô biên những khách hoa cảnh là vô biên đời vô minh bảy nên lập đền thờ cô có sắc tam phong tâm bình thiền có sắc tam phong tiến chiều cổ tích nhưng vua gia long còn chiến điểm may ngang
cô mặc áo hồng phương phớt bầu đào phai, hai mỏ phương ý khoan thai, chân cô bước ý thể nữ.
thầy tôi là thế thần. Hồi nhân ai ai nâng nâng đệ tử đắc tình yên. Bách bộ nàng hoa thì mời, bách bộ nàng hoa nghe lời cô chín nhổ, bước ra cửa đền Phật thánh ra được đàm duyên. Sáng được đàm duyên Phật thánh ra được đàm duyên, hoa lan hoa huệ hoa hồng hoa mai trắng hoa khoe sắc khoe tài, khoe sắc khoe tài trăm hoa khoe sắc khoe tài, hoa cười liền thuốc hoa cười làm ta bởi cô lai giáng bản đàn. Cô cầm tới quạt tin cô lại thương các thanh đồng tình than là tình tan tình tan tình 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 riêng âm dương
nước sông đôi mạch nghi. Thank you.
Nghiêm xưa giá ngược nhiên tao bời xa, trên miên bọc cung cao để đinh nhìn vậy nên. Vậy nên cô mới ra tư sinh mệnh. Cầu bạc hiệu hòa chất độc thanh ra.